Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục chơi cái game đối kháng mà La Ha, cái game nổi tiếng ha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái bây giờ mình kết nối với game. Mình sẽ kết nối với game. Hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng mới. Xem là nó nay cho mình cái vị tướng nào ha. Rồi bạn chờ xíu ha. Phần mềm đang cập nhật nên là bạn chờ một xíu. Cái tựa game này thì nói chung là chơi đối kháng rất là hay. Game hot. Rồi, khởi động lên chưa? Rồi, thắt cái này đi. Rồi, let's go. Vào game ha. Game á. Rồi. Rồi bắt đầu nè. Mình kiểm tra xem OBS sao nè. Ok. Welcome to Brawlhalla. Thank you.
Thank you.